tay cầm. Còn tay cầm thì nó sẽ có cho anh em là cái công tắc và dây ga luôn. Đó, về chúng ta chỉ cần bỏ cái đầu nổ qua là chúng ta hoàn thiện được rồi anh em. Thì chắc chắn cái mũi hai xoắn nó sẽ cho chúng ta cái kết cấu cứng kép hơn. Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì chúng mình hôm nay là con máy Thunder Oshima 2B. Hôm nay thì Thiện có dịp gửi con máy này đi về chợ Quảng Ngãi cho anh khách ở Quảng Ngãi. Thì sẵn tiện nhân dịp này thì Thiện cũng quay cái video để giới thiệu anh em về cái bộ hộp số rời và mũi khoan đất hai xoắn Thiện mới về ha. Xem thử nó chất lượng của nó như thế nào và so với mũi một xoắn ngày xưa thì nó tốt hơn nhiều hay không, để nhiều anh em rất là nhiều anh em luôn có nhu cầu là mua hộp số rời như thế này. Bởi vì như anh em biết là hiện tại nha, như ngày xưa á thì anh em dùng máy bãi hoặc là những cái máy công suất nhỏ là đánh dao là chủ yếu. Nhưng vài năm trở lại đây thì anh em thấy là cái nhu cầu anh em đánh cước rất là nhiều. Mà đánh cước thì phải dùng một máy công suất lớn anh em. À, công suất lớn từ nặng 40 ly trở lên thì chúng ta đánh cước mới hiệu quả được. Đó. Và đa số những máy 40 ly đó thì đều lắp được cái bộ khoan đất như thế này. À, đó thì đó cũng là lý do mà tại sao rất là nhiều anh em thời điểm hiện tại đang rất là gọi là tham muốn tham khảo về cái bộ hộp số này, để anh em có máy cắt cỏ rồi đúng không? Giờ chúng ta mua một cái máy khoan đất luôn á thì nó hơi phí tiền. Đó. Nếu nha thì nó rõ luôn từ đầu là có nghĩa là nếu anh em dùng nhiều thì Thiện khuyên em nên mua máy rời. Có nghĩa là mua một máy cắt cỏ riêng và một máy khoan đất riêng để anh em dùng. Nó sẽ nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn cho những anh em này mà làm nhiều, làm chuyên nghiệp ha. Làm có nghĩa là làm nói chung là làm tốc độ hoặc là làm khối lượng anh em. Còn những anh em nào mà dùng gia đình thì có thể tham khảo cái bộ khoan đất này. Anh em dùng gia đình nha, có nghĩa là cái mức độ anh em làm việc anh em khoan lỗ không có nhiều ha, mà chúng ta mua một con máy riêng thì nó hơi phí nha, hơi phí, thì chúng ta có thể tham khảo cái bộ này để anh em chuyển sang cái máy thành một cái máy cỏ, thành một cái máy khoan đất để chúng ta dùng. Đó. Và đầu tiên là Thiện sẽ báo giá lại cái con 2B trước nha, cho những anh em nào muốn mua máy rời anh em tham khảo. Thì hiện tại máy 2B này và 2BS đều còn hàng. Và máy thì còn nhiều nên nhưng mà mũi thì lại không còn nhiều lắm, bởi vì nhiều nên mua hộp số này và mua mỗi mũi kèm theo á đó, thì mũi thì không còn được nhiều lắm, nhưng mà máy thì còn nhiều cho anh em. Một cái máy 2B Oshima 2B như thế này kèm mũi 15 như các bạn anh em thấy đây, mũi của Oshima luôn, có nghĩa là chọn bộ của nó luôn. Giá hiện tại là 3,7 triệu, miễn phí vận chuyển cho anh em, tặng kèm anh em một cây nhớt American 1 lít nữa nha. Đó, thì đó là máy 2B. Và anh em mũi to hơn thì phải thêm tiền nha anh em. Có nghĩa là anh em muốn mua máy 2B mà mũi 20 hoặc là mũi 30 gì đó thì sẽ phải thêm một tí tiền nữa nha. Mà 2B này khoan mũi 30 hơi đuối nè. Anh em khoan mũi 30 thì anh em phải lên máy 2BS, nó to hơn. Cái bàn thì nhỏ quá, bỏ máy lên không đủ anh em. Còn cái máy 2BS đó mà anh em lấy với lại mũi 20 á thì giá của nó sẽ là 4,4 triệu. Đó, mũi nhỏ thì giảm tiền lại, còn mũi 30 thì nó sẽ tăng tiền lên tùy theo cái mũi anh em muốn lấy. Đó thì cũng là tặng miễn phí vận chuyển và tặng đi một cái nhất American luôn. Đó thì đó là giá của cái máy nguyên bộ Oshima nha. Rồi thì video này thì sẽ chủ yếu tập trung giới thiệu anh em lại cái hộp số khoan đất này và cái mũi khoan đất rời để anh em mình tham khảo. Thì bỏ bớt xuống cho nó trống trống nha anh em, cho nó nhiều quá, nó rối nè. Rồi thì đầu tiên anh em thấy là ngày xưa thì có bán cái mũi khoan đất thường này này mà loại một sắn á. Đó thì cái mũi đó nó rẻ anh em, nó rẻ hơn cái mũi này tới 250 lận, rẻ hơn cái mũi Oshima này tới 250 lận. Nhưng chất lượng nó không có đủ, không có đạt anh em. Cái đó chủ yếu thật sự là cái mũi một xoắn á thì hết hàng rồi, cái đó thì mũi một xoắn thì thanh lý hết rồi, không có hàng ở đây. Nhưng tiền để hình như này nè, anh em mình tham khảo cho nó biết ha. Anh em cứ nghĩ đơn giản là cái mũi một xoắn á là nó có một cái miếng sắt như thôi, thế này thôi. Đây. Một cái miếng sắt xoắn như thế này thôi. Còn đây là hai miếng ha, đây là hai miếng hai bên. Còn mũi một xoắn thì có một miếng sắt, nó xoắn từ trên sang xuống thôi. Đó, nó là vậy. Thì cái mũi một xoắn ngày xưa á giá nó tầm khoảng 4,5 triệu đến 5,000, mà chất lượng nó không đạt anh em, dùng nó không có sướng. Và hiện tại thì về cái mũi hai xoắn này cho anh em mình tham khảo. Ngày xưa lúc mà trước chưa có mũi hai xoắn này thì anh em lấy mũi hai xoắn của Oshima thì nó hơi đắt ha. Mũi hai xoắn của Oshima thì tới 750 lận anh em, 750 lận ha. Nhưng hiện tại thì về cái mũi thường này, có nghĩa là không mùi Oshima đi ha, nói thường ở đây có nghĩa là không mùi Oshima thôi, chứ là chất lượng nó rất là tốt nha. Đó, và giá hiện tại của cái mũi này chỉ có 600 nghìn thôi, rẻ hơn thằng Oshima này 150, nhưng chất lượng là tương đương luôn ha.
Nếu mà anh em có thể giờ thì mời anh em lại gần rồi đi, để chúng ta xem thử hai cái mũ này nó có khác biệt nhau gì nhiều lắm hay không ha, để xem tại sao nó rẻ hơn 150 và tại sao nó lại tốt hơn cái mũi một xoáy ha. Thì đầu tiên anh em thấy ở đây là hai cái chốt trước nè, thì chốt của thằng Osima thì nhìn có vẻ nó xịn xò hơn em, hai nó xịn xò hơn đó. Cái mũi này thì nó cái mũi chốt thì nó không xịn xò bằng. Rồi tiếp tục xuống dưới là mũi hàng nối, thì ở đây anh em thấy mũi hàng nối của thằng mũi này nó lại đẹp hơn thằng Osima luôn em ha. Thế thì đánh giá là vậy, đây anh em có thể so sánh trực quan hơn đúng không đó. Anh em thấy thằng nào nó làm tốt hơn anh em tự bình luận phía dưới nha. Đây anh em thấy cái mối hàng của thằng mũi này nó lại đẹp hơn Osima luôn không ha. Đó còn về chất lượng và kết cấu của nó thì hai thằng như nhau anh em thấy không, hai sáng đều như nhau đó. Xuống đây thì nó kết cấu với nhau không khác nhau gì đâu ha. Còn cái chất lượng thép á thì không biết được, nói thẳng với em luôn cái chất lượng thép thì không biết được, nhưng thì có thể cân được ha, cân được trọng lượng để chúng ta xem thử hai cái mũi này nó có chênh lệch nhau nhiều lắm không ha. Nói về sắt thép thì anh em có thể thấy là nó càng nhẹ ha, sắt thép thường nha, chứ còn là cái loại tốt mà hay là những cái loại mà nó làm cho những cái máy móc mà gọi là hiện đại á thì nó càng nhẹ càng tốt anh em ha. Nhưng những cái loại sắt thép thường như thế này nè thì lại càng nặng thì nó lại càng tốt ha. Đó rồi giờ chúng ta cân thử cái mũi Osima. Rồi đây anh em lại đây xem nè, mũi Osima nó là 3.6 nha, đây cân lại cho anh em xem. À, bỏ lên lại nè, đó mũi Osima là 3.6. Rồi chúng ta cân cái mũi thương lại xem nha là bao nhiêu ký. Đó, 3.25 anh em ha, nó nhẹ hơn. Đây cân lại một lần nữa cho anh em mình xem trực quan hơn nha. Đó, 3.25 ha, là cái mũi thương. Đó, thì hai cái mũi này nó chênh lệch nhau tầm 4 lạng. Thì với 4 lạng đó thì thấy nó cũng không có chênh lệch nhau nhiều lắm đâu anh em ha. Cả một cái mũi như thế này mà 4 lạng thì cũng được, không có là nhiều lắm. Bởi vì nó rẻ hơn 150 mà ha. Rẻ hơn 150 thì chúng ta không thể đòi hỏi được là chất lượng nó bằng được. Nhưng so với 600.000 này anh em mua cái lưỡi cái mũi hai sáng này nó sẽ tốt hơn cái mũi một sáng ngày xưa 500.000 rất là nhiều. Chỉ trên là 100.000 thôi nhưng cái mũi hai sáng nó cho chất lượng tốt hơn mũi một sáng rất là nhiều. Đó, đó là chúng ta so hai mũi hai sáng này. Rồi giờ chúng ta sẽ so với cái mũi một sáng này. Rồi thì để cái mũi hình một sáng cái này cho anh em tham khảo. Thì đầu tiên chúng ta so sánh về cái kết cấu nè, cái kết cấu và độ cứng của cả một dàn từ trước về sau này luôn. Thì chắc chắn cái mũi hai sáng nó sẽ cho chúng ta cái kết cấu cứng kép hơn. Đúng không? Đó, hai xoắn đó thì nó giống như là một cái khung để bảo vệ cái trục giúp chúng ta nó cứng kép hơn. Mũi một xoắn ngày xưa thì có trường hợp là nó bị cong mũi rồi nha anh em. Có trường hợp là bị cong mũi rồi. Và khi cái mũi cong á rất khó uống lại và hầu như là vứt chứ không có dùng được nữa anh em, bởi vì cái máy khoan á kể cả anh em khoan sắt hay khoan gỗ cũng vậy. Ồ quá. Cái mũi khoan á nếu mà nó thẳng nha, anh em khoan rất là sướng đúng không? Nhưng khi nó lại cong một tí rồi thì nó cứ eo 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 lên anh em, rất khó là khoan, rất khó để khoan hoặc có thể là không khoan được luôn đó. Thì cái mũi một sẵn đã có trường hợp là bị cong mũi và vứt rồi anh em ha. Còn cái mũi hai sẵn như thế này thì chắc chắn nó sẽ cho kết cấu nó cứng hơn đó, và hai sẵn nó sẽ cho anh em khoan nhẹ máy hơn nữa nha. Chẳng hạn trên một cái đầu máy Huvena nóng một đi 540 ly lắp lên một cái bộ khoan đất, khoan mũi hai sẵn chắc chắn cái máy anh em nó chạy sẽ nhẹ tải hơn và khoan vào đất nó ngọt ngào hơn là mũi một sẵn. À, đó đều chắc chắn luôn. Thì anh em thấy là những mũi tốt thị trường đều là mũi hai sáng hết, không có mũi nào là một sáng anh em. Một sáng thì nó được cái nó rẻ anh em, được cái nó rẻ cho những anh em nào mà dùng ít thì anh em có thể nghiên cứu. Chứ còn mà nếu anh em mà 100.000 nó không tới đâu anh em đầu tư được thì anh em đầu tư mũi hai sáng như này nó sẽ rẻ, nó sẽ tốt hơn mũi một sáng rất là nhiều ha. Đó là về phần mũi đó. Nay là có mũi này cho anh em mình tham khảo nè, rẻ cái mũi Osima 150 và chất lượng của nó thì tương đương đó, anh em có thể tham khảo cái mũi này nha. Rồi tiếp tục là về cái bộ hộp số anh em. Thì đây anh em có thể là một hộp số rồi. Bộ hộp số này thì hiện tại đang có giá là 1.500.000 miễn phí vận chuyển anh em. Anh em mua hộp số không như thế này nè là 1.500.000. Còn mũi, ví dụ như nói kim mũi 15 này đi thì nó sẽ là 600.000 nữa là 2.100.000 miễn phí vận chuyển anh em. Đó là anh em có thể lấy cái đầu nổ của anh em bên máy cắt cỏ anh em lắp qua và anh em dùng để khoan đất được luôn ha. Đây thì anh em có thể là gần đây để chúng ta xem thử cái chất lượng cái hộp số là như thế nào ha. Đây anh em thấy thì cái chất lượng gia công của nó cũng khá là đẹp đúng không anh em. Đó, nó sẽ không có những cái bao vi hoặc là gọi là bao dớ ha. Anh em ngồi mà miền Bắc á thì thường gọi là bao vi, còn ở miền Nam thì thường gọi là bao dớ anh em, có nghĩa là những cái thừa, cái nhôm thừa á thì đây hoàn toàn không có ha. Đây đó, gia công cũng khá là đẹp đúng không anh em. Rồi tiếp tục là tay cầm. Còn tay cầm thì nó sẽ có cho anh em là cái công tắc và dây ga luôn đó. Về chúng ta chỉ cần bỏ cái đầu nổ qua là có thể hoàn thiện được rồi anh em. Rồi dây ga rất là nhẹ nhàng và công tắc này luôn. Đây, à, về cái độ hoàn thiện của nó thì rất là đẹp anh em.
hồi giờ cái khung hộp số này thì máy rất là nhiều loại rồi, và thì thấy cái loại này nó rất là đẹp luôn á, so với những cái loại khác mà thì nó được bán ha. Những loại khác thì những cái vi ba giới nó làm rất là nhiều, những cái nhôm dư á rất là nhiều và nó không tinh xảo bằng cái bộ này anh em. Và giá cái bộ này không phải là 1,5 triệu nha, đó 1,5 triệu. Còn mũi là tùy thuộc vào anh em muốn lấy mũi Sima luôn á thì nó 7,5 triệu. Còn lấy mũi này nè, không phải mũi Sima nha anh em, nhưng chất lượng của nó thì có thể thấy ở đây là chất lượng gần như là tương đương, thì nó rẻ hơn được 150 là 600.000, là cái mũi 15 hai sẵn như thế này. Anh em nào mà tham khảo cái mẫu nào thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn chủ thiện, hoặc là để lại số điện thoại của anh em dưới phần bình luận, thì sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về những cái loại này để anh em biết thêm thông tin nha. Anh em xem video thì một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm mới Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn tất cả anh em video tiếp theo nha.